Tranh gỗ Minh Châu xin giới thiệu bức tranh Cửu Ngư Quần Hội, kích thước 1m98 x 98, dày 5 phân. Bức Cửu Ngư này có kích thước là gọi là 1m2m, quay cho một bác ở Ninh Bình. Bác đã yêu cầu tôi quay cụ thể từng chi tiết rõ ràng để cho bác xem, và để cho cùng bà xã để ngắm xem là có ưng hay không, thì quyết định là để tôi sơn hoàn thiện và gửi cho. Ở đây là đang là mộc, đang ở trong xưởng để đánh cái giáp. Về chiều dày của chiều dày khung là 5 phân, ván trong lòng dày là 3 phân, hơn 3 phân. Đó, chúng ta có thể thấy những cái đục nổi lên là 1/7. Chi tiết hoa sen này, con cá này, con cá này rất là có hồn, rất là tươi tắn, đấy chính là đúng phần thôi. Và đây để cháu lấy cái bức bé này, đây có ông khách muốn xem cái bức to này thì là quay cho ông xem. Vâng, còn những cái bức gì ở đây cô? Vâng, đây bức thuận buồn xuôi gió à? Đây là quay kỹ cho ông khách để xem à, Gọi cho vợ chả được, gọi cho chồng chả được. Lúc cháu nghe là mày đấy còn gì? Mãi thì là đến lúc cái thu rồi. Cháu gọi lại đi, bà này còn không phải bản. Tao phải chạy lên chạy xuống. Vâng, được rồi, có gì cứ gọi điện cho nó dễ. Ừ. Chụp cả đằng sau á. Thì quay thì mình phải quay rõ ràng. Ừ. Coi như là người ta đến đây xem. Người ta đỡ phải đến xem thì là mình quay cho thật kỹ, gọi mình khỏi về xem nó mất công ra. Và đây tôi quay chi tiết từng chậm. Hàng của chúng tôi đục rất là tỉ mỉ, kỹ càng. Đây là anh giấy giáp, sau những giấy giáp này nó còn bóng đẹp nữa, tỉ mỉ từng chi tiết một, rất là kỳ công. Và gỗ này là một gỗ hương đỏ Nam Phi, màu đỏ thực chất luôn. Chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm nữa. Quý vị có xem trên Zalo và Facebook, hoặc vào Google Map và tìm địa chỉ của tranh gỗ Minh Châu ở thôn Đại Hiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đánh đầy đủ chữ tranh gỗ Minh Châu sẽ tới trực tiếp cái cửa hàng trưng bày.